Và bây giờ trong lúc quý vị dùng tạm những cái món đầu tiên thì như chúng tôi vừa trình bày, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị một video clip thật là ngắn và khoảng 7 phút để quý vị được theo dõi hình ảnh của Houston Cảm ơn Anh cũng như sự tiếp xúc của chính các cháu thế hệ trẻ đi về tận Việt Nam thăm và gặp gỡ các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Con xin được nói thêm sơ qua về cái chuyến đi vừa rồi của Minh Tâm cũng như là Christine Nguyễn. Hai cô này hoàn toàn không sử dụng những chi phí của năm 2016, bởi vì hoàn toàn tổng số tiền thu được 2016 chúng con đã gửi về cho bên California của cố chúng ta Hạnh Nhân. Đây là chuyến đi riêng biệt, hoàn toàn riêng tư và bỏ tiền túi của các cô. Tổng cộng tất thảy là khoảng 80 gia đình. Đó cũng là bắt đầu cho chương trình mà mỗi gia đình một thương phế binh, mà chú Nam Lộc cũng như Lily Minh Tâm sẽ lên nói cho chúng ta biết. Cái clip vừa rồi các anh mình vừa xong rồi phải không anh? Hết rồi hả? Ok, xin mời nghệ sĩ Nam Lộc cùng với Minh Tâm lên để nói cho chúng ta biết thế nào là mỗi gia đình một thương phế binh. Đó cũng là phương cách tại sao mà Christine cùng với Minh Tâm trong năm vừa qua đã đưa thế hệ thứ ba về để mà nói về thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh Tiến Đạt và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chương trình Một Gia Đình Một Thương Phế Binh sở dĩ được phát động là bởi vì cá nhân chúng tôi cảm thấy có nhiều người muốn đóng góp nhưng họ ngần ngại gửi tiền cho các hội đoàn. Riêng cá nhân tôi được tham dự với hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh đầu tiên như là một người tình nguyện viên mà thôi. Nhưng sau khi được nhận thấy các thiện nguyện viên làm việc dưới quyền lãnh đạo của bà Trung tá Nguyễn Thị Hành Nhân, tôi đã vô cùng cảm phục cái tấm lòng, cái sự hy sinh của họ. Tất cả các hội viên trong hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh đều hoàn toàn làm việc tự nguyện, không ai nhận một đồng thù lao, kể cả tiền để họ mua những cái ấn phẩm xăng nhớt hay là tự chi phiêu cho cá nhân mình. Bà Trung tá Hạnh Nhân đã phải dùng căn nhà của mình để làm văn phòng, và tất cả để có thể tất cả số tiền mà nhận được đều được gửi về cho các thương phế binh và không có trừ ra một đồng chi phí nào về vấn đề hành chánh cả. Tuy nhiên, để tránh cho những sự lo ngại, cho nên chúng tôi cảm thấy có nhiều người thay vì gửi tiền cho các hội đoàn, thay vì gửi tiền cho chúng tôi, thì quý vị có thể xin một cái danh sách thương phế binh và gửi trực tiếp về cho họ. Đó là lý do chúng tôi phát động chương trình Một Gia Đình Một Thương Phế Binh. Và bây giờ có lẽ nhờ Minh Tâm nói thêm về cái kết quả của chương trình này và muốn tham gia thì nên làm như thế nào. Dạ, con xin cảm ơn chú nhạc sĩ Nam Lộc. Hôm nay Minh Tâm đứng ở đây nhìn thấy quý vị đến hiện diện rất là đông đủ. Như vậy Minh Tâm rất là vui, rất là cảm động, cũng như cái này là một cái niềm an ủi và phấn khích để cho Minh Tâm cũng giống như chị Christine Quỳnh và nhóm Houston Cảm ơn Anh có thêm động lực để mà làm tiếp, để cho giúp đỡ được các chú các bác thương phế binh. Thì lời đầu tiên Minh Tâm muốn xin lỗi đến tất cả quý vị có mặt trong khán phòng ngày hôm nay vì cái sự chậm trễ cũng giống như là cái sự trục trặc kỹ thuật cho cái video. Minh Tâm cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà đây là tất cả tâm huyết cũng như là tấm lòng của nhóm muốn chia sẻ để cho các chú bác thương phế binh được giúp nhiều hơn. Thì hôm nay trong khán phòng này mình có 100 bàn là 100 vị ân nhân đại diện cho Houston. Thì theo như Minh Tâm nghĩ, một năm nếu như mình trước ra 150 đồng hay là 300 đồng nó không có quá to lớn đối với người Việt tại hải ngoại, dù là một người làm một cái việc lao động bình thường hay là những cái người làm lương cao như thế nào, thì đối với Minh Tâm nghĩ là 150 đồng hay 300 đồng nó không có quá đáng cho một năm. Minh Tâm cũng xin tha thiết kêu gọi cũng như là xin quý vị cùng chung tay để chia sẻ với nhóm Houston Cảm ơn Anh, với các chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang sống một cái cuộc sống rất là cực khổ. Bởi vì chính bản thân Minh Tâm đã về Việt Nam liên tục 2 năm. Năm đầu tiên Minh Tâm đi với gia đình và Hoàng Quân.
Năm thứ nhì là Minh Tâm đi chung với chị Christine Quỳnh và chị Hiền Vi. Thì lấy danh sách khoảng chừng 75 người, 80 người, mấy chú bác để về thăm. Và khi về thăm thì hoàn toàn Minh Tâm không có báo trước cho các chú. Chỉ gọi khoảng chừng nửa tiếng hay là một tiếng đồng hồ báo là mình tới. Mình tới rất là bất ngờ. Để chính bản thân Minh Tâm cũng trả lời cho mình cái câu hỏi là Minh Tâm muốn biết cái cuộc sống thực sự của chú bác ở bên Việt Nam nó như thế nào. Thì khi mà mình đến á, Minh Tâm thật sự rất là cảm động. Bởi vì cái cuộc sống của các chú rất là cơ cực. 80 hồ sơ mà Minh Tâm và chị Christine về thăm thì coi như là chỉ còn khoảng 3 cho tới 4 hồ sơ là các chú có cuộc sống gọi là tạm đầy đủ. Còn lại tất cả đều vẫn phải mưu sinh, vẫn phải trang trải, kiếm bằng nhiều cách, làm bán vé số cũng giống như là vẫn đi làm việc, làm thuê, làm mướn. Với cái tấm thân tàn phế, khi mà mất một chân, mang chân giả vô để đi làm, mất một tay, đeo tay giả vô đi làm, mà làm những công việc lao động rất là cực khổ. Bởi vậy, chính bản thân Minh Tâm giống như chị Christine, dù cho mình bỏ bao nhiêu công sức, bao nhiêu thời gian, thì Minh Tâm cũng cảm thấy rằng nó không có là cái gì so với các chú bác phải chịu đựng trong suốt 42 năm. Thì đây là một cái lời kêu gọi rất là tha thiết, cũng giống như là xin quý đồng hương ở hải ngoại chia sẻ với nhóm Hiếu Sinh Cảm ơn Anh cũng như với các chú bác thương phế binh. Minh Tâm chỉ xin tất cả quý vị trong khán phòng này, mỗi người bảo trợ một người thôi, hoặc là hai người cũng được. Thì hai người hết cái khán phòng này, mình sẽ bảo trợ được 2.000 hồ sơ. 2.000 hồ sơ thương phế binh, đối với mình nghe con số nó lớn, nhưng nếu tất cả chúng ta cùng chung tay để mà chia sẻ được, thì cái con số đó mình có thể làm được và hoàn toàn có thể làm được. Đó là một cái tiếng nói chung của đồng bào Houston. Đây là lời cuối cùng Minh Tâm xin tha thiết kêu gọi, cũng giống như là Minh Tâm xin kêu gọi quý đồng hương đang xem cái chương trình Houston Cảm ơn Anh online, có thể gọi vào cái số điện thoại 1-855-678-8438 để mà bảo trợ, cũng như là ghi danh để mà nhận những cái hồ sơ để mà có thể liên lạc trực tiếp, bảo trợ trực tiếp đến các chú bác thương binh Việt Nam Cộng Hòa bằng cách này, cách khác, cách nào cũng được, miễn sao quý vị giúp được, bảo trợ được. Đó là cái tâm nguyện của nhóm cũng như là của chú Nam Lộc và của các chú bác thương binh được an ủi. Dạ vâng, nếu tôi không lầm thì mỗi cái bàn đều có một cái bao thư phải không ạ? Dạ thưa. Dạ vâng, theo lời đề nghị của cô Lily Đỗ Minh Tâm thì thưa quý vị, chúng ta có 1.000 người đang hiện diện trong khán phòng này. Và mỗi một thương binh, nếu chúng ta tặng cho họ $150 thì họ sẽ có cái tiền tặng cho cả một năm. Chúng tôi chỉ có thể đủ sức gửi về cho một người $150 một năm mà thôi. Thành ra nếu quý vị nào có nhã ý và muốn tặng thì có hai cách. Quý vị có thể để tên và số tiền tặng, và quý vị có thể gửi thẳng về cho các thương binh. Chúng tôi sẽ cung cấp tên tuổi và địa chỉ. Còn trong trường hợp quý vị bận thì nhóm sẽ gửi thay mặt quý vị, chúng tôi gửi thẳng cho các thương binh đó. Và nếu quý vị cần danh sách, chúng tôi sẽ cung cấp danh sách quý vị thương binh. Cho nên ngay từ bây giờ, nếu quý vị ngồi trong bàn của mình và nếu có nhã ý và có thì giờ cũng như có quan tâm đến các thương binh ở lại Việt Nam, thì xin quý vị làm ơn điền vào cái bao thư đó. Phải không anh Đạt, nhờ Đạt hướng dẫn sơ qua. Dạ đúng vậy, và chỉ có cái lời mà hỏi duy nhất từ ban tổ chức là khi mà chúng ta gửi trực tiếp về cho các chú tại quê nhà thì chỉ xin thông báo cho ban tổ chức biết vào dịp cuối năm mà thôi, gửi cho cái hóa đơn hay là gì đó. Hoặc là năm nào mà vì bất cứ lý do gì mà chúng ta không gửi được thì cũng xin thông báo cho ban tổ chức biết để tránh cái sự hụt hẫng của các chú thương phế binh tại quê nhà. Cái điều quý vị, chương trình Mỗi Một Gia Đình Một Thương Phế Binh đã được sự hưởng ứng từ 2 năm qua, tuy nhiên không được quảng cáo rộng rãi cho lắm. Chú ơi, tuy nhiên có một rất là lạ là có một hội đoàn, chú đã từng làm việc với những người tị nạn, thì ai mà chúng ta không biết những người Việt tị nạn được nổi tiếng nhất là sau khi các trại tị nạn Việt Nam đã đóng cửa, đó là Palawan, ngôi làng Việt Nam. Thì các anh chị trong Palawan đã nói về chương trình Mỗi Một Gia Đình Một Thương Phế Binh, các anh chị đã mỗi trong gia đình đã cùng hộ với nhau, mà họ còn mời được một gia đình của người Phi Luật Tân là bạn bè của họ để mà cống hiến. Chúng tôi xin mời các anh chị trong bang Palawan, mời Loloy và May. Loloy and May, can you please stand up? You are our Filipino friend. You heard about our Vietnamese veteran. Just want to say a welcoming and thank you for being here today with us. Dạ vâng, cũng xin cảm ơn
đồng hương ở Houston đã tiếp tay với chúng tôi để định cư những đồng bào tị nạn còn ở lại bên trại Palawan và khoảng 10 năm trước đây. Dạ vâng. Và chúng tôi cũng nhận thấy sự hiện diện hồi nãy đã giới thiệu về văn phòng nghị viên Steve Lay cùng với văn phòng của anh, và bây giờ anh đã có mặt ở đây, xin lời chào cùng với nghị viên Steve Lay cùng với phu nhân của anh, và mời chú trở lại với chương trình. Dạ, Minh Tâm xin bổ sung chút xíu, hồi nãy là Minh Tâm xin mỗi gia đình, mỗi quý vị đồng hương hiện diện ở đây một bảo trợ cho một thương phế binh, nhưng mà nhóm và các chú hoàn toàn rất là vui nếu quý vị có thể bảo trợ 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người, thậm chí 100 người, thì nhóm giơ hết hai tay hoàn toàn rất là cảm ơn, cũng giống như là quý vị có thể nhận về những cái danh sách để mà gửi trực tiếp bảo trợ cho các chú bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa Minh Tâm xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ vâng, tôi chỉ xin bổ túc thêm là như cái video nói lúc nãy, chúng ta có vào khoảng hơn 300.000 tử sĩ, tức là những người đã chết trong trận chiến Việt Nam, tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và theo cái thống kê của Bộ Cựu Chiến binh, thì nếu một người tử sĩ nằm xuống, thì tối thiểu có hai người bị thương, tức là thương phế binh. Nếu tính như vậy, thì có trên 600.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị tưởng tượng, bây giờ chúng ta chỉ có danh sách vào khoảng hơn 15.000 người thôi. Tức là cái số lượng tử thương hay là xin lỗi quý vị đã qua đời rất là nhiều, hoặc là không có đủ tiền bạc để gửi thư xin tiền ở trên hội, và cộng thêm 5.000 hồ sơ của quả phụ tử sĩ, tức là hội chúng tôi có 20.000 hồ sơ, nhưng mỗi năm chúng ta quyên được khoảng $1,000,000 thì chỉ đủ gửi về giúp chừng khoảng 8-9.000 người mà thôi, số một nửa còn lại không có tiền. Cho nên đó là cái sự tại sao lý do mà Houston đã tiếp tay với chúng tôi cũng như rất nhiều các tiểu bang khác. Dạ vâng. Dạ Minh Tâm xin nói thêm một chút xíu nữa là cái video do chính bản thân của Minh Tâm cũng giống như là chị Christine Quỳnh đi về Việt Nam, những đứa nhỏ mà nói trên cái video đó là con của chị Christine cũng giống như là bản thân con của Minh Tâm là đã từng đi về, những hình ảnh đó là những hình ảnh thực. Chính bản thân Minh Tâm đã chụp những cái hình đó và video đó đã tự quay. Xin gửi đến quý vị lại một lần nữa để cho quý vị có thể nhìn thấy đây là những cái hình ảnh thực, và những người thực thương phế binh vẫn còn đang nhìn thấy chúng ta ở đây theo dõi những cái sự mà ủng hộ của chúng ta, để họ cảm ơn chúng ta đã biết thương, biết chia sẻ cũng giống như là chung tay để mà giúp tất cả các chú còn lại. Xin mời quý vị một lần nữa theo dõi cái video clip. Tháng 4 năm 1975, lịch sử đã sang trang. Ngày mà bà mẹ Việt Nam chích chiếc khăn tang trên đầu và người ta uống chén rượu mừng để truy điệu Việt Nam đi vào cõi chết. 20 năm chiến tranh, hơn 500.000 thương binh đã để lại 200.000 sinh mạng và hơn 500.000 những phần cơ thể để lại trên chiến trường khốc liệt. Anh, người lính trong thời chiến đã thành người tù của thời bình, người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Việt Nam anh hùng, nơi miền tuyến đầu anh đã từng dâng bước sông pha, anh đã ra đi đời trai quyết lòng tranh đấu, cất cao ngọn cờ, cờ vàng Việt Nam. Tôi hát cho anh
cho những người vì dân vì nước sống vươn xa trường anh thề sẽ đất tự do chim thầy cánh bay nuôi rừng non đau lòng hồ khắc ghi muôn đời tình người đi giết sự danh. Today we're here to pay our respect to a disabled veteran who sacrificed his life and his body for the freedom of our country. And we just want to show our honor and gratitude to his service. And I would like to encourage the young generation to give a hand to those who have given so much for our lives to be where we are now, to be comfortable and to live in such a wonderful world, because without them we wouldn't be here today. So I would like to really encourage everyone to just give even a penny or a couple of dollars is just enough to benefit these disabled veterans who have sacrificed so much for our lives. My name is Kathy, and today I want to share about the people who sacrificed their lives and who will do anything to make the world a better place. And I want to thank them for precious sacrificing their lives. And if you like walk around and see people who need money, just please give them a few dollars so they can buy food and clothes. Good. My name is Kenny. I would like to encourage the younger generation to like donate or help out disabled veterans that need your help, and they need money for their lives and food, and you should give it to them because they sacrifice a body part or put their life on the line just to get us the freedom we have today. Con cảm thấy buồn lúc mà thấy mấy ông đi chiến tranh hồi xưa để cho con được sướng. Nhưng bà thấy ông đồ ở mấy cái nhà đất đất bằng đất, rồi cái nhà thì trần nhà thì nó thấp, đứng lên chắc không nổi. Con muốn mấy người trẻ cho tiền cho mấy ông, rồi giúp mấy ông sống cho có tiền để mua đồ ăn. Con rất buồn thấy mấy người những người sacrifice their life mà chúng nó phải tốt cho mình, tại vì bây giờ mình chắc cũng không có ở đây khi mà không có mấy cái người military. Và con muốn cảm ơn mấy cái ông với bà đang giúp mình làm một cái therapist. Thì bây giờ thì con cũng có sướng như thế này khi mà không có mấy cái người đánh cho Việt Nam. Con chào ông bà. Tên con là Thành An. Con muốn người trẻ chia sẻ cho người trong military để giúp ông bà sống được tốt hơn. Kính thưa quý vị, chúng ta đã quá may mắn, quá vinh dự để trang sử Việt Nam có thêm những anh hùng như người lính Việt Nam Cộng Hòa, những anh hùng vô danh và sống đời thầm lặng, những anh hùng bình thường mà ta chưa từng có dịp để được vinh danh. Nhưng cho tới nay, ta đã làm gì để tri ân người lính quốc gia? Chúng ta, những người dân quốc gia đi chung con thuyền miền Nam do các anh chèo chống, đưa qua những cơn sóng dữ Việt Nam,
những người quốc gia đã sang thuyền trong cơn quốc nạn, sao nỡ để mặc anh chìm trong cơn hồng thủy của Việt Nam. Chúng ta, những người quốc gia đã sống nhờ trên máu xương người lính và chưa lần đóng góp nào cho chính nghĩa quốc gia, có phải giờ đây chúng ta tiếc thương người lính bằng đầu môi chót lưỡi, bằng những video nức nở kêu gào? Không. Nhưng ngay ở đây, ngay bây giờ, ngay lúc này, hãy mở rộng con tim và đưa bàn tay ra để cùng với Houston cảm ơn anh. Và nắm lấy tay anh, người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và quý vị vừa thấy đấy là những cái hình ảnh sống thực đã về tới tận Việt Nam và để chiếu cùng quý vị. Thì giờ phút này chúng tôi được biết là rất nhiều quý vị tại nhà đang coi trên TV đài truyền hình 55.6. Xin quý vị cũng gọi vào số điện thoại là 855-578-8438. Quý vị nào đang ở nhà, xin quý vị gọi ngay vào số điện thoại này để quý vị có thể trực tiếp yểm trợ. Mà quý vị thấy ở trên màn ảnh cũng có số điện thoại này, quý vị có thể bảo trợ. Những quý vị nào ở trong phòng này, quý vị cũng có thể thấy những phiếu ở trên bàn. Một là những phiếu màu trắng. Quý vị có thể bảo trợ từ một thương phế binh cho tới 100 thương phế binh mà quý vị thấy trên cái phiếu màu trắng. Nào, quý vị nào muốn thì quý vị bảo trợ. Và phiếu màu vàng loại nhẹ, quý vị có thể bảo trợ là 150 Mỹ Kim một năm. Và thương phế binh loại nặng màu vàng 250 Mỹ Kim, quý vị ghi tên, quý vị bảo trợ. Chút xíu nữa chúng tôi, ban tổ chức cũng sẽ đến từng bàn để gặp quý vị. Hoặc là quý vị ghi vào phiếu màu hồng. Xin quý vị, trên bàn có tất cả những phiếu này cũng như có phong bì để quý vị ghi vô. Chúng tôi rất là biết ơn sự đóng góp và hưởng ứng của toàn thể quý vị. Và chúng tôi được biết là ở tại nhà hiện bây giờ trên đài truyền hình 55.6 quý vị cũng đang coi. Xin quý vị cũng tiếp tục yểm trợ. Và chúng tôi trở lại với chương trình văn nghệ. Và trước khi chương trình văn nghệ thì chúng tôi cũng vừa nhận được hai phong thơ của bàn I5, bàn sở I5, tức là đã bảo trợ cho 9 thương phế binh. Một lần nữa cũng xin cảm ơn quý vị. Và chúng tôi cũng tiếp tục một chút xíu nữa, chứ quý vị cũng chờ đợi, chúng tôi ban tổ chức sẽ đến để mà liên lạc với quý vị. Và sau đây thì chúng tôi xin trở lại chương trình văn nghệ. Chúng tôi xin trân trọng mời nhạc sĩ Nam Lộc. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào chương trình văn nghệ. Trước hết thì xin quý vị một tràng pháo tay cho ban nhạc Phương Đông, phải không ạ? Với anh Võ Đức Phương và anh Chí Nguyễn. Dạ vâng. Nhạc phẩm đầu tiên có lẽ là một trong những nhạc phẩm rất là ý nghĩa. Đây là một sáng tác của những người... tâm sự của những người thương phế binh ở Việt Nam. Một người đi học tập cải tạo, hai người là bạn cùng chiến tuyến, cùng đơn vị, gặp lại nhau trên sông Hàn ở Đà Nẵng. Người bạn tù không ai khác hơn, đó chính là thi sĩ Nguyễn Thu Hạp. Và một người bạn của ông lại là một người thương phế binh, một người mang vết thương thể xác, một người mang vết thương tâm hồn. Hai người bạn gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Và không ngờ đó cũng lại là lần hội ngộ cuối cùng. Bởi vì sau đó thì người tù cải tạo đã được đi sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO. Còn người bạn thương phế binh vẫn ở lại sống vất vưởng hẩm hưu. Nhạc phẩm có tựa đề là Người Thương Binh, thơ của thi sĩ Nguyễn Thu Hạp đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc. Và chúng tôi muốn gửi đến quý vị sau đây qua giọng hát rất là tài tử của một khuôn mặt cũng rất nổi tiếng ở đây, và có lẽ cũng là một sự ngạc nhiên đến cho tất cả quý vị. Đó là giọng hát và phần trình bày của bác sĩ Hoàng Kim Thành. Tôi xin mời bác sĩ Thành. Dạ vâng.
Xin cảm ơn. Kính chào chú Nam Lộc. Xin kính chào tất cả quý vị. Xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất đầy ý nghĩa, Người Thương Binh. Ta thấy nhẹ như cơn
có cái nỗi niềm chi kỷ. Nhân gian chừng như đã lãng quên ta, rượu uống bên dòng sông tủi nhục, buồn hàng một mình bài quốc ca năm xưa. Rượu uống bên dòng sông tủi nhục, buồn hàng một mình bài quốc ca năm xưa. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Võ Đức Phương. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Thành đã trình bày một ca khúc thật là cảm động. Và đây là một những bài hát rất khó trình bày bởi vì nó là cái tâm trạng của những người ở trong hoàn cảnh. Và kính thưa quý vị, không phải chỉ có những tình nguyện viên như bác sĩ Thành hay tất cả quý vị, mà chúng tôi may mắn là có sự đóng góp của rất nhiều các ca nhạc sĩ. Năm nào cũng vậy, và khoảng 5-70 các ca nhạc sĩ đều đóng góp vào chương trình Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh hàng năm. Năm nay cũng chúng tôi có vào khoảng 50 các anh chị em nghệ sĩ. Ngoài ra thì mỗi lần tôi đi gây quỹ ở đâu thì cũng có các nghệ sĩ đi theo, và rất nhiều người hoàn toàn tự nguyện, không nhận một đồng thù lao nào cả. Đặc biệt là tại Houston có một giọng hát nam rất được khán giả yêu thích ở nhiều nơi. Năm nay không những chỉ xuất hiện trong Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh sắp tới tại San Jose, mà còn tham dự chương trình tối hôm nay, đồng thời cũng đã chấp nhận là sẽ cùng với tôi đi một vòng các nước Âu Châu vào tháng 10 tới đây, và sau đó đi sang Úc Châu, bởi vì chúng tôi muốn có cơ hội mỗi một nơi, mỗi một thành phố, mỗi một quốc gia, cộng đồng chúng ta cũng sẽ tiếp tay đóng góp. Thưa quý vị, người nam ca sĩ đó sẽ gửi đến quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Việt Dũng, tình ca Nguyễn Thị Sài Gòn. Nam ca sĩ Vương Phùng Sơn. Cảm ơn chú. Dạ vâng, đầu tiên Vương Phùng Sơn kính chào quý vị. Và cho phép Vũ Hùng Sơn được gửi đến một nhạc phẩm. Trước khi nhạc phẩm Tình ca cho Nguyễn Thị Sài Gòn là một nhạc phẩm mà Vũ Hùng Sơn rất là yêu thương cũng như trân quý, bởi vì những lời hát và những lời trong bài hát đã làm cho Vũ Hùng Sơn cảm động rất nhiều. Xin quý vị một tràng pháo tay lớn cho nhạc sĩ Nam Lộc. Ông đã viết được một bài hát mà Vũ Hùng Sơn cực thì rất là vui và được nghe được và học được những lời bài hát này, đó là Xin Đời Một Nụ Cười. Xin vị thưởng thức sau đây. Từ gió tôi đổi bằng nước mắt. Trao bằng máu xương, từ gió em đổi bằng thân xác, vì hai chữ từ gió ta mang đời lưu vong. Tôi bước đi vì Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn chờ đợi thời cuối cùng. Tôi bước đi tầng sơ nhất lửa cháy ngập trời, khu thương xót
ước khép cuộc đời, những con tàu ngơ ngác xa khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tâm tôi, như một người ở lại từ khi mất người. Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời, như thân bướm đôi cánh dạ rời, lấy u sầu che giấu cả đời. Từ gió ơi, từ gió tôi đổi thành nước mắt. Từ gió ơi, từ gió anh trao bằng máu xương. Từ gió ơi, từ gió em đổi bằng thân xác. Vì hai chữ từ gió ta mang đời luôn. Hai chữ tự do chúng ta có tặng nhau đây không vậy hôm nay? Tự do, tự do tôi đổi bằng thân xác. Tự do hỡi tự do anh trao bằng máu xương. Tự do, tự do em đổi bằng nước mắt. Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vô. Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Tôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi lần sơ nhất lửa cháy ngập trời, khu thương xa cương nhét cuộc đời, những con tàu ngơ ngác ra khơi. Tôi nép thân trên mảnh thuyền mong manh sương gió, như một người tìm đường về nơi đây mồ. Tôi bước đi làm kẻ tội đồ, vì tôi muốn lại kiếp con người, muốn cuộc đời còn có những nụ cười. Mình đã chẳng chưa hát cùng mọi người nha. Từ gió, từ gió tôi đổi bằng nước mắt. Từ gió ơi, từ gió anh trao bằng máu xương. Từ gió, từ gió em đổi bằng thân xác. Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong. Từ gió, từ gió tôi đổi bằng nước mắt. Từ gió ơi, từ gió anh trao bằng máu xương. Từ gió, từ gió em đổi bằng thân xác. Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu vong. Vì hai chữ tự do ta mang đời lưu Lộc ơi. Ca sĩ Vương Hùng Sơn đi với chú ở khắp nơi lưu diễn châu Âu, nhưng mà chắc có lẽ không nơi nào mà được tặng nhiều hoa hồng như tại thành phố Hiếu Sơn của chúng con. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng con còn trên tay các vị mạnh thường quân mà hồi nãy không có được nghe lời thông báo về tên mình. Xin mời các vị mạnh thường quân tên sau đây, nếu mà có thể được lên gặp ban tổ chức bên tên trái trong sân khấu, và sau một vài giây phút nữa chúng con sẽ được
cùng với ban tổ chức xuống gặp tất cả các vị mạnh thường quân tại bàn để mà gửi lời chào cũng như nhận những phong thư đóng góp của toàn thể quý ông bà anh chị em. Xin mời tất cả anh chị em ban tổ chức chuẩn bị lên phía bên tay trái để gặp ban để mà chúng ta chuẩn bị. Chúng tôi xin được mời NNT Beauty Supply, Chicago Title Karen Chang, High Tech Dental Care Hà Mạnh và Tuyền Thân, Star Tech Title của Annie Nguyễn, bác sĩ Lê Ngọc Thăng và bác sĩ Amanda Tôn, Hội Ái Hữu Không Quân, Hồng Nguyễn và bạn hữu, Tammy Phạm, hình như Britney Ngọc Bít, chị cùng với bạn hữu đã lên rồi, và giò chả Đức Hương, anh chị tiệm giò chả Đức Hương cũng đã cống hiến cho chương trình trong nhiều năm qua. Nếu mà anh chị có mặt nơi đây, xin mời anh chị cùng lên gặp ban tổ chức. Và Kim Thoa của Precious Realty, mời Kim Thoa cũng lên gặp ban tổ chức. Ngoài ra, trước khi chúng con xuống gặp với ông bạn chị em, chúng con đã nhận được hai bao thư. Đó là thứ nhất, từ đoàn tông đồ Fatima của giáo xứ Ngôi Lời Nhập Thể đã bảo trợ cho 8 gia đình thương phế binh. Và anh Nguyễn Hồng Sơn đã bảo trợ cho một gia đình thương phế binh. Trong suốt cả chương trình, chúng con sẽ xuống để mà gặp toàn thể quý vị, để mà chúng con nhận được những bì thư. Kính thưa quý vị, để cùng với đóng góp cho chương trình, cũng có những cơ sở thương mại. Và hiện tại có 3 cơ sở thương mại tiêu biểu đang có mặt nơi đây ngày hôm nay. Thứ nhất là Sure Meal của anh Châu Trần cùng với người đại diện có mặt nơi đây ngày hôm nay. Tất cả những sản phẩm bán được ngày hôm nay đều mua một tặng một, và toàn bộ số tiền đều được cống hiến cho chương trình của chúng ta. Xin nhắc lại, Sure Meal mua một tặng một có nghĩa là chúng ta 50% off. Nếu mà sữa Sure Meal phải không chị, là đẹp rồi. Nếu mà mua một tặng một mà uống hai cái là đẹp gấp đôi phải không? Đẹp gấp đôi, thành ra tất cả toàn số tiền đều được ủng hộ cho chương trình. Ngoài ra, đài truyền hình Việt TV cũng tặng cho chương trình Unobox. Unobox này chúng ta có thể xem được nhiều chương trình Việt ngữ ở khắp nơi trên toàn thế giới qua hệ thống Internet toàn cầu. Thành ra Uno hôm nay cũng vậy. Nếu mà mua một thì số tiền đó sẽ được tặng hoàn toàn cho chương trình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã nhắc đến cái sự lanh lẹ của công ty điện lực V247. Tổng đại diện, tổng giám đốc là luật sư Phạm Ngọc Bảo. Lẹ như điện, anh vừa nghe được hai công ty đó đã ủng hộ cho chương trình, anh cũng đã lập tức ủng hộ cho chương trình bằng cách như thế này. Từ nay cho đến cuối tháng 6, tất cả những ông bà anh chị em nào mà ghi danh để mà xài điện của công ty V247 thì mỗi một chương mục mở ra với công ty sẽ được công ty bảo trợ cho một gia đình thương phế binh. Do đó, nếu mà tiền điện thì trước sau chúng ta cũng phải xài thôi. Nếu mà chúng ta vẫn còn đang trong hợp đồng với các công ty điện lực thì hãy gọi vào công ty V247 và hỏi họ. Bây giờ nếu mà tới 30 tháng 6 chúng tôi vẫn chưa hết hạn thì làm cách nào, thì có thể các anh chị trong ban nhân viên của công ty sẽ hướng dẫn cho chúng ta. Chỉ cần một lời hứa thôi, một tháng, hai tháng hay một năm sau khi mà chúng ta đã hết với hợp đồng của công ty điện lực hiện tại thì có thể họ sẽ giúp chúng ta chuyển vào V247, và mỗi một tài khoản như thế này thì sẽ được cống hiến một gia đình thương phế binh. Đó là những cơ sở thương mại đã cống hiến cho chúng tôi. Ngoài ra, quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình trực tiếp của Việt TV và VNTV, nếu mà có thể giúp chương trình bằng những phương cách này hay cách khác, hoặc là ủng hộ các cơ sở thương mại của chúng ta, thì cũng xin hãy liên lạc với các cơ sở thương mại nói trên. Dạ, chúng con xin mời chú Trịnh Tiến Tinh và chú Nam Lộc, chúng ta xin được trở lại với sân khấu để mà chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị và đi xuống gặp tất cả quý vị khán giả chúng ta. Con xin được mời chú Trịnh Tiến Tinh và chú Nam Lộc trở lại sân khấu. Trong khi đang chờ đợi chú Nam Lộc cùng lên sân khấu cùng với chú Trịnh Tiến Tinh thì chú sẽ đọc một vài thân nhân trong danh sách. Ngoài ra, chúng con sẽ được nhắc lại, đó là giò chả Đức Hương, Precious Realty, NNT Beauty Supply, Chicago Title, High Tech Dental, Hà Mạnh và Tuyền Thân, Star Tech Title, Annie Nguyễn, bác sĩ Lê Ngọc Thăng và bác sĩ Anne Marathon, Hội Ái Hữu Không Quân, Hồng Nguyễn Thân Hữu và Tammy Phạm. Xin mời lên gặp ban tổ chức. Chú có thể đọc vài danh sách. Chúng tôi cũng xin đọc một số những danh sách. Trước hết là Việt TV bảo trợ 3.000 Mỹ Kim, V247 Power bảo trợ 3.000 Mỹ Kim, AB Realty Mortgage Christian Quỳnh Nguyễn 7.500 Mỹ Kim, DTNT Management Lily Minh Tâm Đỗ 5.000 Mỹ Kim, Lucky Star Floor của Lộc Nguyễn là 8.500 Mỹ Kim, Precision Realty Kim Thoa Nguyễn 3.000 Mỹ Kim, Johnny Đặng và
Fascino là 2.400 Mỹ Kim, Texas White Realty Quỳnh Lương 1.200 Mỹ Kim, Tôn Nữ Châu Anh bảo trợ tất cả các ca sĩ đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Supermill Supplement Depot Dô Trần bảo trợ 10.000 Mỹ Kim, Chevron bảo trợ 7.500 Mỹ Kim, Ridland Investment Stephen Helen Lee bảo trợ 5.000 Mỹ Kim, và Kim Sơn Restaurant and Mama La Kitchen bảo trợ 4.000 Mỹ Kim, Đức Hương Giò Chả và Chính Bùi Thúy Nguyễn 3.000 Mỹ Kim, Krishna Phạm Law Firm là 3.000 Mỹ Kim, Dr. Diệp Tùng và Michael Ngô bảo trợ 3.000 Mỹ Kim. Và chúng tôi danh sách còn rất là dài, chút xíu chúng tôi sẽ đọc tiếp tất cả những quý vị bảo trợ. Kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ là giờ phút này quý vị cũng đã thấy và quý vị cũng đã được nghe chúng tôi trình bày là trên bàn của quý vị có những phong thơ, nhất là những phong thơ mà quý vị thấy màu trắng để bảo trợ cho từ 100 thương phế binh, 75 thương phế binh, 50 thương phế binh và 50, tùy theo cái khả năng của mỗi người quý vị. Có lẽ quý vị cũng đã được nghe rất là nhiều chúng tôi nói trên các đài cũng như là ngày hôm nay. Mỗi một thương phế binh bị nhẹ là 150 Mỹ Kim, và cái điều quan trọng mà quý vị được nghe là cố Trung tá Hạnh Nhân cũng như là rất là nhiều những quý vị trong ban tổ chức ở bên Cali 11 năm qua, đa số những quý vị này cũng đã lớn tuổi và thấy rằng các thương phế binh ở tại Việt Nam cũng đã lớn tuổi rồi, chỉ sợ rằng những người trong ban tổ chức cũng như những quý vị làm việc không còn sức để tiếp tục. Vì vậy chúng tôi kêu gọi quý vị hãy bảo trợ cho các thương phế binh trực tiếp. Khi quý vị bảo trợ trực tiếp là quý vị có thể liên lạc, tới thăm, chụp hình, yểm trợ, bảo trợ bằng bất cứ hình thức nào. Mỗi một năm là 150 Mỹ Kim hoặc 250 Mỹ Kim, hoặc quý vị có thể bảo trợ hơn và quý vị có thể chọn lựa cho người ở vùng quý vị ở, chọn lựa cho người của sư đoàn trước kia đã cùng đơn vị với quý vị, hoặc là quý vị có thể chọn cho những người mà quý vị yêu mến hoặc quý vị quý mến, quý vị thương xót hoặc là quý vị biết. Đó là những cái điều mà chúng tôi, ban tổ chức Houston cùng với lại ban tổ chức ở California mong đợi được sự yểm trợ của quý vị. Dạ vâng, và để cho thuận tiện với tất cả quý vị thì bây giờ chúng tôi xin mời các cô cũng như các bạn trong ban tổ chức. Chúng tôi xin mời Minh Tâm, Christine cũng như là Tiến Đạt. Các em sẽ đến tận bàn để nhận những sự đóng góp của quý vị. Nếu quý vị đã có sẵn thì các em sẽ xin được nhận theo cái tỷ lệ như là anh Tinh vừa nói, là cứ trung bình mỗi người $150. Nếu quý vị bảo trợ 10 người thì sẽ là $1,500, 20 người là 3,000, 30 người là 4,500, 40 người là 6,000, 50 người là 7,500, vân vân. Thì chúng tôi cũng mong đợi tất cả quý vị cùng đóng góp để cuối ngày hôm nay chúng ta sẽ đạt được con số lý tưởng là $500,000 mà chúng ta đã kêu gọi. Và tôi cũng đã mạo muội xin hứa trước bàn thờ linh vị của cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, mong quý vị tiếp tay với chúng tôi. Dạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị nào trong này, ai hay hội đoàn nào có thể bảo trợ được 100 thương phế binh. Quý vị thấy phong bì màu trắng bên trên, ai trong này đã bảo trợ 100 thương phế binh, xin quý vị giơ tay để cho chúng tôi biết. Những quý vị nào ở trong này có thể bảo trợ được 100 thương phế binh. Trong phong bì này quý vị thấy là 100 thương phế binh màu trắng, phong bì màu trắng, quý vị thấy xin quý vị giơ tay. Hoặc là hội đoàn nào đã có thể bảo trợ được 50 rồi, bây giờ muốn bảo trợ thêm 50 nữa, xin quý vị cùng giơ tay cho chúng tôi biết. Bắt đầu chúng tôi kêu gọi. Chú ơi, trước khi con xuống thì có bác sĩ cùng với phu nhân đây, bác sĩ Lê Ngọc Thắng hồi nãy đã không nghe, bây giờ mời bác sĩ lên để mà chú sẽ nhận trận bàn để mà chụp hình tưởng niệm và chúng con sẽ xuống ngay lập tức. Dạ vâng, và cũng xin tiếp lời anh, 100 thương phế binh tức là $15,000. Cô Hồng Nguyễn, chị Hồng Nguyễn ơi, và mời chị cùng lên sân khấu để mà chụp hình kỷ niệm. Chú ơi, mời chú tặng cái này để chụp hình cùng với anh chị bác sĩ Lê Ngọc Thắng cũng như tặng cho chị Hồng Nguyễn và thân hữu. Mời chị Hồng. Chị Hồng ơi. Dạ, xin mời chị Hồng lên để chúng tôi cùng tặng tấm lắc và chụp tấm hình lưu niệm. Xin quý vị nào
trong cameraman xin cho chúng tôi tấm hình lưu niệm, trong khi chúng tôi tiếp tục để mà gửi những tấm plaque để mà bảo trợ cho những quý vị bảo trợ và tri ân quý vị, thì xin quý vị nào trong này có thể được cho chúng tôi biết là hội đoàn nào sẵn sàng để bảo trợ 100 thương phế binh. Những quý vị nào đã bảo trợ 50 rồi, bây giờ thêm 50 nữa, cũng như là 100 thương phế binh, xin cho chúng tôi biết. Có một sự bảo trợ rất ý nghĩa từ các hội đồng hương, chẳng hạn chúng ta đã thấy là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng. Các hội thân hữu này đã bảo trợ cho các thương phế binh tại quê nhà của mình. Do đó nếu mà các anh chị nào mà có thể theo các hội thân hữu của mình, hoặc là trong gia đình hàng xóm của mình có những người anh em họ ở xa mà chúng ta không biết, hay là những người trong hàng xóm, chúng ta có thể bảo trợ 5 gia đình, 10 gia đình ở những người trong làng xóm Việt Nam mà chúng ta đã từng cư ngụ vậy. Và không phải chỉ có những người nào bảo trợ 100 thương phế binh, quý vị nào 75 thương phế binh, hoặc là 50 thương phế binh, hoặc là 25, quý vị cũng có thể giơ tay lên để cho chúng tôi biết. Đặc biệt là chúng tôi muốn đến để tận nơi chúng tôi để ghi tên quý vị, cũng như để biết quý vị, và chúng tôi ghi nhận hồ sơ của quý vị để chúng tôi lưu giữ, và chúng tôi gửi về bên Cali để chúng tôi gửi những danh sách thương phế binh tới tận nơi cho quý vị. Không biết trong đây có ai đã sẵn sàng để bảo trợ các thương phế binh, xin cho chúng tôi biết. 50 100 75 25 20, xin quý vị nào đã sẵn sàng xin giơ tay. Chúng tôi biết là rất là nhiều vị đã điền sẵn vào trong phong bì. Giờ phút này xin quý vị giơ tay lên để cho chúng tôi biết. Chúng tôi có Lily Minh Tâm, chúng tôi có Christian Quỳnh Nguyễn, chúng tôi có Tiến Đạt, và chúng tôi có rất là nhiều những anh chị em trong ban tổ chức sẵn sàng tới tận nơi để mà nhận cái phong bì bảo trợ của quý vị. Minh Tâm sẽ đi 5 dãy bàn, 4 dãy bàn bên phía bên tay trái. Chị Christian Quỳnh sẽ đi 5 dãy bàn ở chính giữa. Và anh Tiến Đạt sẽ đi 4 dãy bàn ở ngoài cùng. Mong rằng quý vị giơ tay lên nếu mà quý vị muốn nhận bảo trợ những danh sách hay là những cái tấm chi phiếu. Thì Minh Tâm sẽ đến tận bàn để mà nhận, cũng như là chụp hình lưu niệm, kỷ niệm với quý vị. Và xin cảm ơn ạ. Và có lẽ là nhà hàng cho đèn sáng lên một tí xíu rồi, phải không? Rồi đêm cái đèn trên sân khấu này để chúng tôi được thấy những quý vị nào giơ tay. Và phía bên trái chúng tôi thấy có nhiều người giơ tay từ bên phía bàn bên dưới. Xin ban tổ chức xuống dưới phía tay trái của chúng tôi. Tức ơi, là em hoặc em gì đó. Chúng con đang có mặt ở bên tay phải của sân khấu. Nếu mà quý vị nào, bạn nào có thể bảo trợ một gia đình cũng được, 10 gia đình cũng được, xin giơ tay lên cho chúng con được biết để chúng con được tới hầu bàn. Dạ vâng, quý vị nào ở bên giữa, dãy bàn ở bên giữa thì có cô Christine Quỳnh. Vâng, quý vị cứ đưa tay lên, chúng tôi sẽ nhờ Christine đến tận bàn để hầu chuyện quý vị. Và chúng tôi được thấy Lucky Star, hình như anh Lộc Nguyễn ở đây đã yểm trợ 10.000 đồng rồi, bây giờ lại thêm bảo trợ thêm thương phế binh nữa, phải không ạ? Christine Quỳnh và đang ở dưới, xin quý vị cho anh Lucky Star Lộc Nguyễn một tràng pháo tay. Xin anh chia sẻ với quý vị và kêu gọi quý vị là không phải riêng anh đã bảo trợ 50 người, nhưng mà anh còn kêu gọi bạn bè, họ không có mặt hôm nay nhưng họ đã gửi đến để xin ủng hộ cho thương phế binh là 10 người. Anh Matthew cũng như con của anh tên là Michelle và Michael. Minh Tâm xin bổ sung thêm là quý vị sẽ thấy ở trên bàn những cái bức tâm thư, thì ở mặt sau của cái bức tâm thư là cái phiếu, quý vị có thể xé ra điền thông tin của mình vào xin nhận những bảo trợ, những hồ sơ thương phế binh, hay là quý vị muốn bảo trợ check, quý vị vẫn có thể ghi trên đó là gửi check, viết số tiền vô. Và còn nếu mà nhận bảo trợ bằng hồ sơ thì xin quý vị điền cái form ở phía sau, và khi Minh Tâm đi tới từng bàn thì xin quý vị gửi những cái phiếu đó cho Minh Tâm. Bảo trợ hồ sơ quý vị không cần phải gửi tiền liền bây giờ, miễn sao trong năm 2017 quý vị hoàn thành cái tâm nguyện đó, cũng giống như là quý vị muốn bảo trợ thì xin gửi trong năm 2017 là được, không có cần phải gửi liền bây giờ hay là trong tháng này. Xin quý vị nếu mà chưa có chuẩn bị cho bây giờ thì có thể gửi cái phiếu đó lại cho Minh Tâm để mà mình biết rằng tất cả quý đồng hương, những quý vị có mặt ở đây cũng giống như ở nhà đang và sẽ hưởng ứng cho cái chương trình Một Gia Đình Một Thương Phế Binh. Dạ xin cảm ơn. Chắc có lẽ anh Lucky Star muốn có những lời kêu gọi những người đồng hương. Minh Tâm sẽ đi bắt đầu từ bàn N ở trên đó và đi dài xuống, đi ngược trở lên, thì xin quý vị hưởng ứng. Xin mời anh Lộc. Lộc thì không dám kêu gọi ai hết, nhưng mà
cũng giống như công ty của Lộc quảng cáo ở TV là Lộc nói là Lộc muốn lấy niềm vui của khách hàng làm niềm vui của chính mình. Thì hôm nay Lộc cũng muốn rằng là mình đem niềm vui của các khách hàng của mình chia sẻ lại cho những người thiếu may mắn hơn mình. Đó là Lộc muốn như vậy. Và Lộc cũng kêu gọi tất cả những người ở đây, chúng ta được may mắn hơn rất rất là nhiều. Bởi vậy nên chúng ta mỗi người một bàn tay, mà không chờ tới ngày mai, bởi vì chờ tới ngày mai mọi chuyện nó sẽ muộn. Kính thưa quý vị vừa nghe anh Lộc, tức là Lucky Star Floor Take Care mọi thứ trên trần nhà kêu gọi. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa Hòa Thượng Thích Thuyền Việt, kính thưa quý cha, kính thưa quý vị trưởng thượng. Nếu chúng ta nhìn vào trong cuộc sống, nếu chúng ta nhìn vào trong các bàn tiệc ngày hôm nay, nếu chúng ta nhìn vào bản thân chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào anh chị em trong gia đình chúng ta, nếu chúng ta nhìn vào tất cả những cái thành quả người Việt có được, đây là một cái sự may mắn có lẽ không ai trong chúng ta phủ nhận được. Cái may mắn này mà chúng ta có được, mà tại sao thành phố Houston hàng tuần đều có những các cái buổi gây quỹ? Bởi vì quý vị là những người rộng lượng và có lòng bác ái. Chính sự rộng lượng và cái lòng bác ái của toàn thể quý vị mà thành phố Houston được coi là một thành phố có công ăn việc làm cao nhất trong đất nước Hoa Kỳ. Thành phố Houston là thành phố mà có những nhà rẻ nhất trong cái nhiều thành phố ở Hoa Kỳ. Đó là chúng tôi nói tới những thành phố lớn. Và quý vị là những người may mắn có những con cái được thành công, thành danh. Rất là nhiều bạn bè của chúng ta đã thành công, thành danh. Thì ngày hôm nay quý vị rộng lượng, quý vị đến đây là quý vị đã có lòng để bảo trợ cho rất là nhiều chương trình. Chúng tôi gặp rất là nhiều những khuôn mặt của quý vị đã từng bảo trợ rất nhiều chương trình xã hội. Ngày hôm nay các anh thương binh, các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một phần thân thể và hiện bây giờ chỉ còn sống lay lắt một số ngày. Có những người ngày hôm nay họ nhận đồng tiền, ngày mai họ sẽ ra đi. Có những người rất là đau khổ bởi vì vợ con có thể là đau khổ thêm cho người chồng. Vì vậy ngày hôm nay chúng tôi tha thiết kêu gọi quý vị hãy thương tới các thương phế binh này ở tại Việt Nam. Quý vị mở lòng một năm $150, một năm $250 là những cái số tiền thú thực mà nói đối với những anh em thương phế binh rất là lớn. Vì vậy chúng ta cũng hy sinh đi, quý vị cố gắng để mà hy sinh một phần những cái gì mà quý vị có được cho những người thương phế binh này. Chúng tôi miệt mài làm việc, ngày đêm chúng tôi sáng tới sáng, chúng tôi không ngại quản ngại, bởi vì cái sự rộng lượng đóng góp của quý vị, đó là cái niềm an ủi cho những ban tổ chức thức khuya dậy sớm. Chú ơi, Christine đang chuẩn bị có một người mạnh thường quân chứ chị. Dạ vâng, thưa quý vị, trong bàn của bác sĩ David Vũ, như lúc đầu Christine đang nói đó là David Vũ, bác sĩ nói rằng Christine không cần gõ cửa, bác sĩ cũng tự mở cửa và đón tiếp các chú bác thương phế binh. Và bây giờ bác sĩ đã mời những người bạn bè ở trong bàn này để đến đây để cùng chung tay góp sức. Và người trong cộng đồng của chúng ta chắc không ai xa lạ, đó là Chánh Án Hàng Bảo Khanh đã đến đây có mặt hôm nay. Đó là sự vinh dự cho đồng hương hy sinh của chúng, của nhóm hy sinh chúng con. Và cô đã ủng hộ cho 1,000 đồng. Cô xin cảm ơn Chánh Án Hoàng Bảo Khanh. Chắc có lẽ năm nay không biết vì cái sự kêu gọi của chúng con nó không có phù hợp hay là vì vấn đề gì đó. Bởi vì năm ngoái tới bây giờ là chúng con đã được vài trăm người rồi. Có lẽ là cách kêu gọi của anh em chúng con. Thành ra con hồi nhỏ cũng được mang tiếng là người mở hàng đông đúc của các hàng xóm. Thành ra con xin được mở hàng trước bằng cách bảo trợ cho 10 gia đình 1,500 Mỹ Kim. Vậy thì không biết bên tay bên con thì không biết có gia đình nào có thể chúng ta cùng ủng hộ một gia đình, 5 gia đình hay 10 gia đình được hay không ạ? Vâng, mà cũng như quý vị vừa nghe Lily Minh Tâm đã giải thích là những quý vị nào ngày hôm nay muốn bảo trợ cho các thương phế binh mà không cần phải ký check liền bây giờ. Những quý vị nào nếu có check, quý vị có thể ký liền, quý vị có tiền mặt, quý vị có thể bảo trợ liền. Nhưng mà một điều chúng tôi mong đợi quý vị là quý vị sẽ cho tên của quý vị, điện thoại của quý vị, địa chỉ của quý vị để chúng tôi có thể gửi phiếu bảo trợ. Những quý vị nào có thể bảo trợ ngay ngày hôm nay, trên bàn đã có những phong thư có tên, có địa chỉ của quý vị điền vô. Và quý vị nào mà có thể bảo trợ mà bằng credit card, tối ngày hôm nay chúng tôi cũng có người để tới để nhận credit card của quý vị. Chú ơi, con có một phiếu 10 gia đình tại chị Nancy cùng với bàn của hội VHSF của chị Nancy Bùi từ Austin.
Hội Bảo tồn Văn hóa Người Việt, Người Mỹ gốc Việt. Vâng, cảm ơn Hội Bảo trợ Văn hóa. Một gia đình, 10 gia đình. Và kính thưa quý vị, quý xin đang ở bàn của bác sĩ Hoàng Kim Thành, lâu nay đã giúp quý xin đi bán bàn và bán vé số luôn quý vị. Và kế bên quý xin là bác sĩ Thắng cũng như phu nhân, và đã có lòng ủng hộ cho 10 thương phế binh là 1.500 đồng. Quý xin Quỳnh xin cảm ơn và mong rằng tất cả bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và tất cả mà những... Và thương binh liệt sĩ. xin đóng góp cho thương phế binh liệt sĩ, thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay. Và chúng tôi thấy là phía bên tay trái này, không biết là Lily Minh Tâm đâu rồi. Lily Minh Tâm vừa trở về đây và nói rằng... chưa thấy được ai hưởng ứng ở bên phía tay trái. Xin chú ơi, bên tay phải con có rồi chú ơi, rất là nhiều đây. Và một hồ sơ 5 gia đình. Và quý xin có anh chị anh Sơn và chị Tú trong bàn của bác sĩ Thành đã giúp 10 người. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã âm thầm. Hy vọng rằng là năm tới anh sẽ thêm một con số 0 nữa anh nhé. Là 100 người phải không thưa anh? Gia đình My Renom xin ủng hộ 5 gia đình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, và xin bên trái này có bàn nào không bảo trợ để mà cho Lily Minh Tâm tới. Lily Minh Tâm có vẻ là giống như là đang lo lắng là chưa thấy ai. Xin Lily Minh Tâm đi coi xem bên tay trái này có ai bảo trợ không. 5 thương phế binh, 10 thương phế binh, 20 thương phế binh. Chú ơi, bà của con bên đây là toàn tất cả bàn của anh Thư Thiện Nguyện. Mới vừa gia đình vừa rồi là 5 gia đình. Connie Kim một gia đình, Lan Châu một gia đình, Vô Danh sẽ ủng hộ số tiền trong đây. Và đây là cuối cùng từ anh Thi Thiện Nguyện, bác Lê Hữu Tự. Đây là tất cả những thành viên của anh Thư Thiện Nguyện. Minh Tâm đang cầm trên tay, biết là bác sĩ Thọ không bao giờ quên của Minh Tâm, nên Minh Tâm đang cầm trên tay là một cái phiếu bảo trợ 20 gia đình thương phế binh của bác sĩ Peter Văn Thọ. Và con xin đại diện các chú bác thương phế binh cảm ơn bác sĩ Thọ và chị Mai, cũng như cảm ơn tất cả quý anh chị có mặt ở trong bàn, có anh vợ chồng anh Philip và chị Oanh nhận bảo trợ một gia đình, 5 gia đình. Dạ, có anh Paul gửi bảo trợ một gia đình. Dạ, Minh Tâm xin cảm ơn tất cả quý vị trong bàn của bác sĩ Thọ. Những người thương phế binh năm xưa nay cứ vơi dần. Hôm qua là đồng đội của anh, hôm nay là hàng xóm của tôi, và ngày mai là những người còn lại đều phải ra đi qua khỏi cõi vô thường này. Hiện giờ thì chúng ta có thể làm được gì cho họ? Nhiều khi hỏi, tức là đã có câu trả lời vậy. Kính thưa ông bà, anh chị em, cũng như nhiều sự lỡ bước trong đời, nhiều khi lỡ hẹn một đời, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Khi này cũng vậy, chỉ còn có một số chú thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đang còn quê nhà. Hôm nay, ngày mai, chúng ta không còn giúp đỡ được nữa. Đợi đến khi giàu khó, 5 năm, 10 năm, nhiều khi chúng ta không còn cơ hội nữa. Do vậy, một lần nữa chúng con xin khẩn thiết khiêu cầu, một gia đình, 5 gia đình, 10 gia đình, bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng có thể, xin hãy cùng nhau giúp cho các chú. Thưa quý vị, anh George Phạm là một người anh cùng đồng nghiệp với quý xin bao nhiêu năm nay, luôn luôn support tinh thần và nhất là vật chất cho các chú bác trong nhiều năm qua. Và năm nay anh đã kêu gọi gia đình của anh, bà con của anh đã ủng hộ 20 người và cá nhân của anh chị đã ủng hộ 1.000 đồng. Quý xin Quỳnh xin cảm ơn anh rất là nhiều và cảm ơn tất cả các dạ, bên đây Minh Tâm có partner của anh, của Vinh Võ là... Dạ, ông bà Steve Trần and Trishna Trần đã gửi credit card để bảo trợ cho 10 gia đình thương phế binh. Minh Tâm cũng xin đại diện các chú bác thương phế binh cảm ơn gia đình anh. Chú Hải, gia đình Kim Châu xin ủng hộ 500 Mỹ Kim. Vâng, và có lẽ chúng tôi cũng xin tất cả ban tổ chức có thể được chúng ta nhiều những chị nữa, các anh các chị trong trong đây có bàn này cũng đang bảo trợ. Xin lời Lily, Lily Minh Tâm có trên đây có một bàn đây ở phía bên. Lily Minh Tâm đang lo lắng là phía bên trái này không có ai ủng hộ Lily. Bên tay phải có chú ơi. Đang mong thêm nhiều cánh tay đưa lên nữa từ phía bên tay trái để mình không có thua kém bên tay phải. Bên đây con có tay phải nè, bên tay phải đang có, thật sự bây giờ giống như mình là lá lành đùm lá rách mà lá rách đùm lá nát. Các anh chị Palawan là những người đến định cư tại đây trễ nhất.
lá rách đùm lá tả tơi. Các anh chị xin ủng hộ 20 gia đình. Gia đình Palawan ủng hộ 20 gia đình. Lily Minh Tâm phía tay trái bên kia còn nhiều người giơ tay nữa. Lily đi sang xuống dưới kia. Chúng tôi rất là cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi mong đợi được quý vị bảo trợ. Phía đằng xa có người không biết đang giơ tay chào đón, hoặc ở bên dưới bên này với anh Đạt hay là ai nữa. Phía dưới kia tôi thấy hai bàn giơ tay mà chưa thấy có người xuống. Đâu chú ơi, đâu là... chú ơi, xin giơ tay lại để con xuống được không ạ? Ban tổ chức phải cho thêm người chứ không thể chỉ xuống có 3-4 người. Con thấy cô áo xanh rồi, con sẽ xuống. Chị Nhàn ơi, chị Hồng xin, ơi. Xin ban tổ chức cho thêm người, bởi vì giờ có nhiều bàn đã giơ tay rồi mà thiếu người. Có... Ok, Minh Tâm đến trước đi, anh đang đứng kế với cô áo xanh đây. Anh Thắng ở Hội Quảng Ngãi giơ cánh tay lên. Ngoài anh đã nhận bảo trợ 100 hồ sơ, bây giờ cái này anh còn ủng hộ thêm nữa. Rất là cảm ơn anh Thắng của Hội Quảng Ngãi. Anh chị Huyền Thu, chú vừa mới nói cho con xin ủng hộ 10 gia đình. 10 người, anh chị Huyền Thu. Cô Nhàn ơi. Và chúng tôi thấy thưa quý vị, chú Kiết, hội phó của Hội Quảng Nam Đà Nẵng, sau khi đã bảo trợ 50 gia đình, nhưng chú có ý tưởng sẽ có những con số gấp 10 lần như vậy, không biết có được không thưa chú? Minh Tâm xin cảm ơn Hollywood Diamond đã nhận bảo trợ 10 người. Chắc đã gửi lên trước rồi, yeah. Bây giờ đang mong chờ rất là nhiều cánh tay, 1 người, 10 người, 50 người, Minh Tâm đều tới tận bàn. Có xin một gia đình của anh Thôn Lê. Nhiều cánh tay đưa lên nữa. Gia đình của anh Thôn Lê mới vừa ủng hộ và nói không cần phải thông báo lên, nhưng mà cũng xin được trái lời của anh nha. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, như anh hội trưởng của Hội Quảng Nam Đà Nẵng hồi nãy có nhận với quý vị là hội sẽ ủng hộ trước nhất, trước tiên là bảo trợ 50 gia đình. Và ngày 2 tháng 7 tới đây là Picnic Hè Festival Mì Quảng của Hội Quảng Nam của Đà Nẵng. Và hội của chúng tôi có tại Hilton khoảng 500 gia đình. Thì chúng tôi hy vọng rằng tới đó chúng tôi sẽ mời nhóm Hilton Cảm ơn Anh cùng tham dự với chúng tôi. Và chúng tôi có một cái cách làm. Thì nhân đây chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị là khi mà sau khi chúng tôi dự một bữa cơm thân mật với hội, với nhóm Hilton Cảm ơn Anh, thì khi về chúng tôi nói chuyện với các cháu, các con của chúng tôi, thì con gái của chúng tôi nó nói rồi, ok, một năm mà bảo trợ một thương phế binh 250 thì con bảo trợ một người. Rồi đứa anh nó nói ok thì con cũng bảo trợ một người. Thì đứa con gái tôi nó cũng nói đùa, nó nói là ồ hồi đó phải phải mẹ mà đẻ cho ba năm đứa thì bây giờ ba có được năm người bảo trợ cho thương phế binh. Thì đây cũng là cái mà chú ơi, chú còn trẻ chú ơi, vẫn còn kịp. Dạ thưa hết kịp rồi. Có tin vui cho Minh Tâm nói trước. Bạn nhưng mà, bên đây, bạn bên đây có anh chị Lily Trương. Nhưng mà thưa quý vị là thế hệ thứ hai của chúng ta đã có cuộc sống ổn định ở đây rồi. Thì đối với các cháu, mỗi cháu bảo trợ cho một thương phế binh 150 hoặc 250 một năm là cái chuyện quá dễ. Mà chúng tôi hy vọng rằng các cháu sẽ bảo trợ nhiều hơn. Thì hôm nay chúng tôi không có thật sự cái số lượng, chúng tôi chưa dám hứa, nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng Hội Quảng Nam Đà Nẵng sẽ bảo trợ cho anh các anh em thương phế binh Quảng Nam Đà Nẵng khoảng từ 100 gia đình và hơn nữa. Yeah. Sau dịp picnic xin một tràng pháo tay. Cảm ơn chú, một tràng pháo tay. Vâng, và Lily cảm ơn chú. Lily Minh Tâm có thể nói dạ Minh Tâm được nhận sự bảo trợ của anh chị Lily Trương. Đã bảo trợ 10 gia đình thương phế binh. Và có anh chị Annie Trương đã bảo trợ 20 gia đình. Tâm nhận một cái tấm phiếu 3.000 đồng. Rất là vui và cảm ơn anh chị. Và gia đình Kiên Giang ở đây, gia đình thân hữu Kiên Giang bảo trợ cho 5 gia đình thương phế binh ở dưới này chú ơi. Gia đình Kiên Giang đang còn đứng ở phía dưới này. Và Lily Minh Tâm quay qua bàn bên cạnh. Chúng tôi biết là bàn bên cạnh này là của... Ngay đằng sau bên cạnh Lily Minh Tâm mà chúng tôi được thấy là có bà Nguyễn Viết Ban cũng có giơ tay về anh Trinh cũng như là anh Phục trong bàn này. Và xin anh... Con tới, Minh Tâm tới. Minh Tâm tới. Vâng. Bảo trợ hai gia đình nha. Dạ con rất là cảm ơn bác. Xin lỗi bác bao nhiêu tuổi rồi bác? 80 mấy.
Trời, bác dùng cái tiền già của bác để mà bác bảo trợ cho hai thương phế binh. Minh Tâm rất là cảm động, rất là thương những tấm lòng của các bác. Thì xin những người trẻ, những người còn đi làm kiếm tiền được, xin hãy ủng hộ thêm để giúp đỡ. Bác là bác nhận tiền già, bác 80 mấy tuổi rồi mà bác cũng ráng ứng ra 300 đồng để mà giúp cho các chú bác thương phế binh. Trên tay con là cầm hình ảnh của một tấm check đã gửi về văn phòng với những lời nhắn nhủ như sau. 78 tuổi đời, nằm trên giường nhiều hơn đi lại, góp một chút cho đồng đội thương phế binh tại quê nhà, tùy ý sử dụng 50 Mỹ Kim. Đó là một bác ẩn danh đã gửi đến thời ban tổ chức một tấm chi phiếu như thế. Ngoài ra ngày hôm qua con cũng nhận được một cú điện thoại của một bác 84 tuổi tới nhà. Đạt ơi, mẹ có 200, thay vì cho 200 nhưng mà mới vừa ngày hôm qua gửi 100 đồng cho các sơ tại Cao Miên rồi. Bây giờ chỉ còn 100 Mỹ Kim, xin gửi về cho các anh thương phế binh quê nhà. Tất cả những sự đóng góp nhỏ bé đó mà đối với chúng con là một sự đóng góp rất to lớn. Cho dù từ ở Bel Air mà chạy lên tới Humble hay qua tất cả các ngõ ngách nào của thành phố Hiếu Sinh, khi mà nhận được 20 Mỹ Kim, 80 Mỹ Kim, 50 Mỹ Kim, đó chính là động lực cho chúng con tiếp tục làm việc ngày hôm nay vậy. Vậy thì tiếp tục lời kêu gọi của tất cả quý ông bà anh chị em, những bạn nào mà chúng con có thể nhận được, một gia đình, hai gia đình, năm gia đình, 10 gia đình, xin giơ tay lên để cho anh em chúng con có thể tới. Vâng, và chúng tôi cũng được biết là nhiều quý vị tham dự hôm nay cũng muốn yểm trợ nhưng mà cũng không muốn là bảo trợ một gia đình hoặc là một thương phế binh hoặc 50 thương phế binh và muốn bảo trợ tài chính, thì xin ban tổ chức cũng bắt đầu đi cho tất cả các thiện nguyện viên đi ra để nhận tất cả những phong bì của mọi người bảo trợ. Xin ban tổ chức, chúng tôi biết là một số những quý vị trong này đã có thấy những cái thùng mà quý vị đang đi, thì hiện bây giờ xin ban tổ chức ai còn có thể được thì xin để mà cùng đến, bởi vì rất là nhiều người không có muốn bảo trợ trực tiếp thì quý vị có thể bỏ những hiện kim hoặc là ký check vào trong những chú thùng. Ơi, trên tay của con có một ba bao thư của các anh chị bạn dưới này rất là khiêm nhường, không muốn nêu tên. Tuy nhiên chúng con xin được công bố là sẽ cống hiến ba bao thư này lên cho ban tài chính kiểm soát. Cảm ơn các anh chị. Nãy giờ Minh Tâm bên đây cũng nhận được hơn 10 cái bao thư, nhưng mà các cô chú cũng yêu cầu là không có xướng danh, nên mượn cái lời này để Minh Tâm xin cảm ơn tất cả các cô chú bác phía bên phải đã ủng hộ cái lời kêu gọi của Minh Tâm cũng như là giúp đỡ cho các chú bác thương phế binh. Minh Tâm vẫn mong nhìn thấy nhiều cánh tay nữa đưa lên, âm thầm cũng được, muốn xướng danh cũng được, kiểu nào cách nào cũng được, nhận hồ sơ danh sách hay là gửi chi phiếu cũng được. Cách nào cũng được, miễn giúp được cho các chú bác là bản thân Minh Tâm và ban tổ chức rất là vui. Và trong thời gian này thì rất là nhiều quý vị đang ở nhà, đang xem đài truyền hình 55.6. Quý vị cũng thấy, quý vị có thể gọi điện thoại vào số điện thoại là 855-678-8438 để quý vị có thể bảo trợ trực tiếp online. Quý vị ghi tên, quý vị gọi số này sẽ có người bốc điện thoại để trả lời cũng như nhận những chi phiếu của quý vị. Và chương trình văn nghệ đã sắp sửa được trở lại, vì vậy xin quý vị chờ đợi, chúng tôi có một chương trình văn nghệ rất là phong phú. Các ca sĩ mà quý vị đã được nghe chúng tôi trình bày thì sẽ trình bày trong những chương trình kế tiếp rất là đặc sắc. Vì vậy xin quý vị hãy cùng với lại chúng tôi để chuẩn bị một chương trình văn nghệ rất là phong phú. Nhạc sĩ Nam Lộc cũng như là những ca sĩ Diễm Liên, Hương Thủy cũng sẽ cống hiến những chương trình văn nghệ rất là đặc sắc đêm hôm nay để tỏ lòng biết ơn đến quý vị đã nghĩ đến các thương phế binh tại Việt Nam. Quý vị đến đây là cả một tấm lòng mở rộng. Quý vị đến đây là quý vị nói lên được tình thương của quý vị đối với những người thương phế binh tại Việt Nam. Quý vị đến đây là quý vị đã mở lòng. Quý vị đến đây là quý vị đã đem tình thương đến cho những người thương phế binh khó khăn tại Việt Nam. Chúng tôi, những anh chị em trong ban tổ chức không quản ngại thời giờ, không quản ngại công sức và cũng không quản ngại tiền bạc để cùng với quý vị để làm những cái công tác mà quý vị hằng mong đợi. Tôi rất là nhiều lần mong muốn được về để tận nơi tiếp xúc với những thương phế binh, nhưng vì hoàn cảnh chưa đến được thì có những người đã đến thay quý vị, đã đến để chuyển cái tình thương của quý vị. Đó là những cái điều chúng tôi mong đợi quý vị mang tình thương của quý vị cho những người trong ban tổ chức để chuyển về cho những người thương binh tại Việt Nam. Và cảm ơn chú, thấy... hình như Minh Tâm đang dạ, có. Cảm ơn chú, đây là bạn gia đình của Minh Tâm rất là vui. Cảm ơn cô Hồng Phạm đã
kêu gọi bạn bè thân hữu bảo trợ được 10 chú bác xuống phía binh. Chắc đã đưa tâm minh tâm rồi và bây giờ nhận bảo trợ thêm 2 gia đình nữa. Cũng giống như là anh Bảy, chồng chị Xuân là cũng là gia đình, là người anh của Minh Tâm cũng gửi để bảo trợ các chú bác. Cảm ơn quý vị đã hưởng ứng lời kêu gọi của Minh Tâm cũng giống như các anh chị em trong ban tổ chức. Chú ơi, hiện bây giờ trong tay con có một bao thư của cha Hùng đại diện cho chợ Thắng Hưng, không biết số người sẽ gửi cho ban tổ chức. Tuy nhiên con có một câu chuyện rất là cảm động mới vừa biết được, là có một bác đang ngồi ngay bàn mà con đang đứng nè chú ơi, 75 tuổi đời. Hiện bây giờ nói ông xã của bác đó, hồi năm vừa rồi trước khi mất đang nằm trên giường bệnh thì có trăn trối lại với cho bác là một bao thư 600 Mỹ Kim. Tuy nhiên Hiếu xin cảm ơn anh trong ngày hôm nay, chẳng những đã nhận sự đóng góp của toàn thể quý ông bà anh chị em mà còn nhận thêm những gánh nặng, chẳng hạn bởi vì một bao thư 600 Mỹ Kim mà bác có một cái chồng bao thư là khoảng 20 lá thư của các thương phế binh Việt Nam ở quê nhà. Bác trai có dặn lại trăn trối như thế này, khi mà anh bệnh nặng quá không có thời gian để viết lại, hôm nay nếu mà có đi Hiếu xin cảm ơn anh thì xin các anh chị cầm cái danh sách hiện giờ mà bác đang có cùng với 600 Mỹ Kim, hãy lọc danh sách này để mà gửi về cho các thương phế binh. Bác vừa kể chuyện mà mắt vừa ngưng ngưng nước mắt. Tuy nhiên con xin cảm ơn bác. Và cũng nhìn lại thì 75 tuổi rất là trẻ. Kính thưa các quý cụ đang ở đây, bác hiện giờ đang vẫn còn độc thân. Và xin cảm ơn bác, cũng như là xin tất cả các thiện nguyện viên. Bên kia có chị Ngoan, không biết Lily Minh Tâm ở đâu có microphone. Nhưng mà xin phép tất cả quý vị khán giả, bây giờ cái chương trình mà tiếp tục đi xin, quý vị có đồng ý là chúng tôi vẫn tiếp tục đi và làm việc âm thầm với tất cả các bạn nào để chúng ta trở về chương trình văn nghệ? Bởi vì chương trình văn nghệ rất là phong phú, mà nếu chúng ta kéo dài chương trình này thì có lẽ là nhiều cái người sẽ bị thiệt thòi. Vì vậy xin quý vị cứ tiếp tục làm việc âm thầm, vẫn tiếp tục đi xin ở các nơi, và xin nhờ sĩ Nam Lộc trở về để chúng ta bắt đầu chương trình văn nghệ để quý vị cùng thưởng thức. Cho Minh Tâm xin nói, Minh Tâm sắp xỉu rồi. Lý do là Minh Tâm nhận trên tay một vị ân nhân ẩn danh gửi bảo trợ 100 thương phế binh mà lại không cho nhân danh. Minh Tâm sắp xỉu rồi. Một tràng pháo tay cho 100 thương phế binh. Cảm ơn chú, chúng con sẽ tiếp tục làm việc trong âm thầm và chú Nam Lộc trở lại sân khấu. Tuy nhiên có một người có thể xứng danh nam nhân là đã dụ vợ mình xin thêm được 10 người nữa, đó là anh Lộc của Hotwood Floor. Anh đã cống hiến cho chương trình rất là nhiều mà anh nói nhỏ, anh mới vừa dụ vợ anh thêm được 10 gia đình nữa. Xin chào chị và cảm ơn chị. Cảm ơn anh Lộc. Và giờ đây Quý xin đang đứng ở bàn của Hội Trưng Vương. Các cô năm nào cũng là người đầu tiên gọi Quý xin, nhưng mà thật sự năm nay phải cáo lỗi với các cô. Và cô Phương Ninh là người có nhã ý và muốn kêu gọi tất cả các hội viên ở trong gia đình Trưng Vương, nhưng cũng như là cá nhân và gia đình cô đã ủng hộ 20 người cho chương trình Hy sinh. Cảm ơn anh. Con xin cô có đôi lời với gia đình Trưng Vương cũng như quý đồng hương. Dạ, chúng tôi là Nguyễn Phương Ninh, xin thay mặt cho gia đình Trưng Vương. Thực sự ra xin được đính chính là cái con số 20 gia đình thương phế binh là trong một cái khoảng chốc lát biết hơi chậm đó. Thành ra là tôi hy vọng là trong tương lai mình sẽ từ từ mình gom thêm để cho sang năm mình có một con số lớn hơn. Chứ lực lượng của gia đình Trưng Vương mà mới có 20 gia đình thương phế binh thì nó hơi khiêm nhường. Thành ra nhân dịp này chúng tôi cũng xin được kêu gọi tất cả các chị em cựu nữ sinh Trưng Vương đang ở nhà mà có cơ hội xem chương trình truyền hình và đã thấy là có mấy Trưng Vương le que đang ngồi ở đây. Dạ, thì cũng xin ủng hộ tinh thần và bảo trợ các gia đình thương phế binh. Tại vì như quý vị đã nói đó, là mình sang đây đã hơn 40 năm. Thì các chiến sĩ anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang sống một cuộc sống rất là khổ sở và không có được nhòm ngó tới, tức là dần dần bị lãng quên. Và với cái tuổi đời chồng chất thì cũng từ từ cũng phải ra đi về với cát bụi. Vì vậy mình sẽ không biết là các thương phế binh sẽ còn sống được bao nhiêu. Và bây giờ nhờ cho Hưu Sơn, cảm ơn anh đã đứng lên can đảm gồng mình. Có hai thiếu nữ rất là mảnh khảnh nhưng mà quả tim và cái lá gan rất là bự, cho nên đã có được một cái buổi gây quỹ ngày hôm nay mà ngồi đầy một cái hội trường, bán được cả 100 bàn
Thành ra chúng tôi thấy cái tinh thần này chúng ta phải vô cùng thán phục. Và phụ nữ Việt Nam, con cháu hai bà, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần và bảo trợ các thương phế binh, giống như quý vị đã commit, đã hứa là cho đến khi nào không còn thương phế binh ở Việt Nam nữa. Xin quý vị ủng hộ dùm cho hai thiếu nữ mảnh khảnh nhưng tinh thần rất là cao này. Và gia đình chúng tôi, gia đình Trưng Vương chúng tôi xin theo sau. Vâng, xin cảm ơn gia đình Trưng Vương và cảm ơn chị Phương Ninh. Và cũng xin lỗi tất cả những quý vị nào còn đang cầm microphone, xin quý vị tạm thời ngưng để cho chúng ta bắt đầu chương trình văn nghệ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tục có những người trong ban tổ chức đến từng bàn của quý vị để nhận những tất cả những phiếu yểm trợ của quý vị. Và sau đây chúng tôi xin nhạc sĩ Nam Lộc trở lại chương trình văn nghệ. Và xin mời ban nhạc trở về sân khấu. Dạ, Minh Tâm xin là nào rất là quick. Là cái bàn ở này là bàn thân hữu của ba của chị Christine Quỳnh. Nhận bảo trợ 10 hồ sơ hiện tại và sẽ giúp thêm nhiều hồ sơ nữa. Một lần nữa con xin cảm ơn bác. Cũng giống như cảm ơn bác đã cho tụi con có một chị Christine rất là tuyệt vời. Dạ vâng, không biết nói gì hơn. Tôi chỉ xin quý vị giúp cho tôi. Tôi sẽ là người đầu tiên loan báo trực tiếp trên đài truyền hình Việt TV, trên đài truyền hình SBTN, trên Nhật báo Người Việt, Việt báo hay tất cả các cơ quan truyền thông. Sáng mai là Houston, cảm ơn anh đã đạt được con số nửa triệu đô la. Quý vị hãy cố gắng giúp cho chúng tôi để cuối ngày chúng tôi tổng kết. Và sáng mai tôi sẽ xin phép quý vị được là người đầu tiên để loan báo kết quả trực tiếp này đến với đồng bào chúng ta ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và bây giờ để trở lại với chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một người bạn trẻ. Không những chỉ chú ơi cho con xin 30 giây thôi. Rồi. Có anh đây là thân hữu của ba của chị Christine, muốn gửi một vài lời. Dạ, kính thưa ban tổ chức, mà thực sự chúng em ở đây là thân hữu của anh Triệu. Anh Triệu là ba của Christine Quỳnh. Thì vì như vậy chúng em có một cái lòng. Thứ nhất, em nghe trên đài mà anh Trịnh Chiến Tinh và anh Nam Lộc có nói, thì đó là một cái đưa cho cái tấm lòng của mọi người phải mở ra. Em thấy là tới giờ phút này 42 năm mà tất cả những anh em thương phế binh ở Việt Nam, giờ phút này khi mà mình được ủng hộ, thì em thấy là anh Nam Lộc và anh Trịnh Chiến Tinh nói rất là đúng. Tới giờ phút này người ta nhận được những cái chi phiếu của anh em chúng ta ủng hộ bên này, đó là một cái vấn đề khích lệ mà họ cảm thấy trong cái, em nghĩ nó là cái cuối đời của người ta không còn được bao nhiêu. Giống như anh Nam Lộc nói và anh Triển Thiên Ninh nói, không biết họ sống được bao nhiêu. Nên chúng em cảm thấy chúng em phải có bổn phận và trách nhiệm. Cha ông của chúng em ông đã từng hy sinh cho đất nước, mà cái sự may mắn là cha ông của chúng ta không có bị thương phế binh. Nhưng tới ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những anh em thương phế binh, chúng ta phải có lòng vì quê hương mà vì đất nước. Vì những anh chị em nó đã hy sinh quá nhiều những cái thời gian, nhưng mà sau năm 75, những anh em nó đã bị trà đạp danh dự, mà trà đạp hết tất cả những nhân phẩm, kể cả những công ăn việc làm, cũng không làm gì được nữa. Em nhìn thấy có những anh em phải lê lết trên ngoài đường xin ăn, nhưng tới ngày hôm nay chúng ta ở bên đây, chúng ta nhìn thấy được cái cảnh đó, chúng ta phải nên ủng hộ và ủng hộ hết mình. Em cảm thấy cái đó là một cái có cái bổn phận. Những người chúng ta đã được may mắn qua tới bên nước bên này, mình được tự do, mình được ăn, mình được nói, mình được làm, mình được tất cả. Nhưng mà những anh em thương phế binh ở Việt Nam không được nói. Đó là một cái rất là đau buồn. Vì vậy em cảm thấy chúng ta phải có bổn phận, nên chúng em nên ủng hộ. Hiện tại bây giờ chúng em sẽ ủng hộ 10 gia đình, nhưng chúng em sẽ tiếp tục kêu gọi sau này được bao nhiêu chúng em sẽ nói với anh Triệu nữa, là bố của Quyết Chương Trình. Một lần nữa anh xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh Lộc, giáo sứ ngồi lời. Và chúng tôi trên này tay này xin có một giây thôi, là một tấm check của anh Thon Lê, không biết là ngồi bàn nào, ghi một cái check này, blank check, thì không biết là chúng tôi điền con số bao nhiêu vào đây. Xin anh Vinh Võ để tới bàn nào, xin ai trong này Tôn Lê để giơ tay giống tôi biết để ghi con số vào ạ. Cái check ở đây chưa ghi con số ạ.
Vân ơi. Dạ vâng. Bây giờ để trở lại với chương trình văn nghệ giúp vui quý vị ngày hôm nay, các ca sĩ đã ngồi chờ suốt từ nãy đến giờ, nhưng mà có lẽ tôi muốn giới thiệu đến một người bạn trẻ là thành viên của ban tổ chức. Anh không những chỉ đóng góp bằng cái tâm sức của mình, nhưng anh cũng đã viết những cái bài để kêu gọi sự đóng góp và tham gia của nhiều người. Ngoài ra anh còn đóng góp giọng hát của mình. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hoàng Quân. Dạ, con xin cảm ơn chú Nam Lộc. Vâng, kính thưa quý vị, để đáp lại cái tấm lòng của quý vị đối với cái lời kêu gọi của nhóm Houston Cảm ơn Anh và cái tấm lòng của quý vị gửi về cho tất cả các chú các bác thương phế binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn kẹt lại tại Việt Nam, Hoàng Quân xin gửi tới quý vị ca khúc Kỷ vật cho em của cố nhạc sĩ Phạm Duy. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Play Me hay đức cơ đồng xoài bình giã. Anh trở về, anh trở về hàng cây nghiêng ngả. Anh trở về có khi là hòm gỗ cài hoa. Anh trở về bằng chiếc băng ca trên trực thăng sơn màu tang trắng. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở về chiều hoàng chốn nắng, hoàng số buồn liềm kín đời anh. Anh trở về màu tóc em xanh, chít khăn xô trên đầu vội vã. Em ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở lại đây kỷ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi nàng gỗ. Anh trở về, anh trở về bãi tương cùng chân em ngại ngùng. Dạo phố mùa xuân bên người yêu tật nguyện trai đá. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở về nhìn nhau xa lạ, anh trở về sáng rỡ đời em. Ta nhìn nhau ánh mắt chưa quen, cố quên đi một lần chăn trôi. Em ơi, em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại, xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về.
hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở lại đến kỳ vật viên đạn đồng đen. Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh trở về, anh trở về trên đôi thẳng gỗ. Anh trở về, anh trở về bãi tướng một chân. Em đại ngục dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyện trai đá. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Anh trở về chiều hoàng chốn nắng, hốt số buồn liềm kín đời anh. Anh trở về màu tóc em xanh, chiếc khăn xô trên đầu vội vã em ơi. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh về. Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời, xin trả lời, mai một anh. Cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, người ca sĩ kế tiếp cũng là một giọng hát mà một khuôn mặt rất là đáng quý. Cô có mặt hầu hết trong những chương trình từ thiện xã hội mà tôi đã được gặp gỡ cô ở nhiều nơi. Nhưng mà đặc biệt đối với chương trình Houston Cảm ơn Anh thì cô luôn luôn hiện diện. Năm nào cũng vậy. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị phần trình diễn của nữ ca sĩ Hương Thủy. Xin mời nữ ca sĩ Hương Thủy. Dạ. Dạ, trước tiên cho con xin trân trọng kính chào thầy. Cũng như hồi nãy con nghe nói có Đức Cha cùng toàn thể quý vị có mặt trong đêm hôm nay. Dạ. Thì thôi bây giờ trong chương trình này con cũng không có muốn nói gì nhiều hơn. Tại những cái hình ảnh rất là xúc động. Con thì nói chuyện không có hay lắm. Cho nên con sĩ năm rồi thì con cũng lên. Con chỉ nói một điều là con thay mặt ba con để đóng góp cho chương trình thì năm rồi. Con hứa lúc mà con chưa có hỏi ý kiến của ba con vẫn đóng góp cho 10 người hồi năm rồi. Tại vì ba con cũng là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên ngày hôm nay con cũng mạo muội cũng chắc hứa đại luôn. Rồi về hỏi ba sao. Thì con sẽ thay mặt ba con sẽ đóng góp cho 10 chú. Dạ. Dạ cảm ơn quý vị. Nếu mà ba con, mà con nghĩ ba con sẽ ủng hộ ý kiến này. Tại vì là... thôi con hát đi. Con hát cho quý vị nghe liền. Và chúc quý vị dùng thức ăn thật là ngon miệng. Bài hát mang tựa đề của nhạc sĩ Đỗ Kim Bảng, mang tựa đề là gì quên mất rồi. Mưa đêm ngoại ô. Dạ. Dạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trời đã khuya rồi đây, chẳng chênh chênh xuyên anh qua mình. Trời đã khuya rồi đây, mưa
trên xóm xa anh đủ thành. Đường ngoài kia không xuân sao, không đẹp vì đèn màu. Ôi đường dài hun hút với đêm thâu, bước chân ai qua mâu. Dưới mưa nghe nào nào lần tiếng còi tàu thẹp lâu. Nằm giữa đêm ngoài ô, nghe mưa rớt trên khóm tre già. Thầm nhớ ai ngoài xa đang tranh đấu cho nước non nhà. Người anh tôi không quên ơi, trên đường về ngập trời mưa làm chi cho ướt áo anh tôi. Đến mai khi nơi nơi gió im mưa thôi rơi, mời anh qua làng tôi. Đây ngoài ô nhà anh đèn khuya, đèn vàng hiu hắt soi con đường mơ. Chào anh câu ca một đêm mưa ngoài ô. Hãy
gia biên khu mến chào anh cầu ca một đêm mưa hoài ô. Gió mang gia biên khu mến chào anh cầu ca một đêm. Cảm ơn mấy anh ban nhạc đánh hay quá trời phải không quý vị? Phương Thủy ơi, hồi năm vừa rồi khi mà em nói em đại diện cho ba đó, anh có gửi lời cảm ơn ba. Mà năm nay cũng vậy, anh cho anh gửi lời cảm ơn ba nha. Mà gửi lời cảm ơn hoài, phải khi nào gặp mặt ba đi kìa. Dạ, nếu mà kỳ sau em còn được quý vị cho đến trong chương trình này, em hứa là em sẽ mua vé máy bay cho ba em qua đây. Tràng pháo tay cho Hương Thủy. Dạ, cảm ơn quý vị, cảm ơn. Cảm ơn ca sĩ Hương Thủy. Hương Thủy hôm nay được nhiều hoa hồng quá, từ bấy đến giờ thấy chú Nam Lộc cái Tiến Đạt với Trịnh Tiến Tinh chưa thấy được bông hồng nào.